Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã tham gia talk show Người trong môn nghề với cả mình là Trang Su. Thì từ bé mình luôn có một ước mơ là được sải cánh bay xa, được mở rộng tầm mắt. Và vì thế hôm nay mình rất là vui vì chúng mình đã mời được một khách mời là anh Phạm Đức Hùng, đã có rất nhiều năm kinh nghiệm, đã hướng dẫn các bạn trẻ Việt Nam đạt được học bổng Âu Mỹ. Và hiện tại thì anh đang là tiến sĩ dược sĩ ở bệnh viện Cincinnati ở Mỹ. Em chào anh Hùng ạ. Hôm nay thì em có hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên dẫn chương trình. Chào Trang và tất cả các bạn khán giả của Spider Room Người trong môn nghề. Thì lần đầu tiên là mình rất vui khi mà được dự cái buổi phỏng vấn này, được nhận cái lời mời. Thì mình sẽ cố gắng hết sức để mà trả lời các câu hỏi và để cho các bạn của team Spider Room cũng như là khán giả có một buổi gọi là có nhiều nội dung nhất có thể. Em cảm ơn anh Hùng đã dành thời gian dậy sớm vào buổi sáng thứ bảy để tham gia cùng bọn em. Thì trước khi tham gia chương trình thì em cũng muốn được giới thiệu qua một chút về anh Hùng. Như em đã được tìm hiểu là anh tốt nghiệp thủ khoa khoa dược khóa 2003-2008. Thì sau đó anh có lên con đường đi du học và nhận được học bổng ở trường thạc sĩ ở trường đại học Groningen ở Hà Lan. Và sau đó thì anh tiếp tục con đường thạc sĩ và anh nhận được khá nhiều học bổng ở những trường đại học khác nhau. Nhưng cuối cùng thì anh đã chọn đi học trường đại học KU Leuven ở Bỉ. Và sau đó, sau khi học xong thì anh đã rẽ hướng và sang Mỹ, và hiện tại thì đang làm ở bệnh viện Cincinnati ở Mỹ. Thì như vậy em đã giới thiệu đủ chưa ạ? Anh có nếu mà chưa đủ đúng. Thì... chỉ có điều là anh làm tiến sĩ ở KU Leuven, làm thạc sĩ ở Groningen, rồi sau đó là tiến sĩ KU Leuven, rồi sau đó là anh làm gọi là sao tiến sĩ, rồi mới nhận được cái vị trí gọi là scientist, tức là research scientist, rồi sau postdoc nữa thì nó là một thành phần chung của bệnh viện luôn, là nhân viên của bệnh viện, gọi là nhà nghiên cứu khoa học đó. Thì hiện tại đúng là anh đang làm ở bệnh viện đó. Dạ. Vậy thì trước khi mình vào chương trình thì chắc là mình sẽ có một vài câu hỏi warm up để icebreaker. Thì em rất là tò mò vì anh Hùng là đã có trải nghiệm sống ở khá là nhiều các quốc gia trên thế giới. Thì đây là một câu hỏi giả thưởng thôi ạ. Thì nếu như mà anh hãy tưởng tượng nếu mà một ngày anh tỉnh dậy và anh phát hiện ra là mình không nói được tiếng mẹ đẻ của mình, và mình còn nói một cái thứ tiếng mà thậm chí anh và cả những người xung quanh anh cũng không thể hiểu được, thì trong tình huống đấy anh Hùng sẽ làm gì ạ? Câu hỏi này không phải icebreaker mà là brain breaker mới đúng. Tại vì đúng là rất là khó ha. Tại vì con người cần phải giao tiếp mà. Và đặc biệt là với cái nghề của anh nữa, cần phải giao tiếp, cần phải để cho người ta hiểu mình, và phải nói chuyện rất là nhiều. Thì nếu mà thật sự có cái tình huống giả tưởng thế này, trong cái tình huống mà anh nói anh không hiểu, người ta cũng không hiểu nữa, thì là không biết là anh có thể viết được không. Nếu mà anh viết, vẫn còn viết chữ được mà người ta hiểu được á, thì anh sẽ chọn viết. Thì đó, anh mới nói nếu mà nói tiếng người ngoài hành tinh, tức là có vấn đề về connection trong đầu rồi, cho nên anh nghĩ là viết. Còn một cái nữa anh cũng có thể nghĩ đó là có thể dùng những cái computer giống như Stephen Hawking vậy đó, tức là ông ấy có cái chương trình hỗ trợ trên máy tính đó, tức là tới một cái chữ nào mà có một cái list những cái từ xuất hiện, rồi tới chữ nào ông ấy thích thì ông ấy sẽ đổi cái cơ trong cái miệng của ông, thì ông sẽ chọn chữ đó, rồi rốt cuộc là nó sẽ ra một cái, từng cái chữ nó hợp lại thành câu. Thì anh nghĩ tới cái phương pháp đó thôi. Chứ còn mà nếu mà chỉ nói ngoại ngữ không thì nó đơn giản hơn. Còn cái tình huống giả tưởng của em là nó phức tạp đúng hơn. Em cảm ơn anh Hùng đúng. Em đã không nghĩ ra là có cái máy của Stephen Hawking. Và câu hỏi thứ hai thì là nếu như mà anh Hùng được quay trở lại thời gian và chọn không phát minh ra một điều gì đấy, thì anh sẽ chọn điều gì ạ? Câu này cũng khó nha, cũng là brain breaker đó. Thì tại vì bản thân anh là nhà khoa học, cho nên anh nghĩ cái gì nó cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu, cho nên mình cũng không thể hoàn toàn gọi là chống lại hoàn toàn một cái được. Ví dụ như Alfred Nobel, ông ấy phát minh ra là thuốc nổ, ông ấy còn tạo ra một cái công ty thuốc nổ để mà kiếm được một đống tiền, nhưng mà sau đó ông ấy lại dùng tiền để mà gọi là hỗ trợ lại khoa học, tạo ra giải thưởng Nobel nổi tiếng thế giới. Hoặc là thậm chí những thứ như mình nghĩ như Tesla gần như là hoàn hảo, xe điện giúp cho thế giới này bớt ô nhiễm môi trường, nhưng bản thân cái việc khai thác chế tạo pin đó cũng là ảnh hưởng tới môi trường.
cho nên rất là khó. Cho nên anh nghĩ nếu mà thật sự phải bỏ đó nha, thì anh sẽ bỏ vũ khí hạt nhân. Tại vì anh nghĩ là đúng là nó có cái tốt đó là người ta có thể dùng để sản xuất điện, nhưng mà mình có nhiều cái lựa chọn khác để sản xuất điện hơn, ví dụ thủy điện, nhiệt điện. Nhưng mà con người có thể dùng vũ khí hạt nhân để mà tiêu diệt hoàn toàn trái đất, tiêu diệt thế giới loài người, thì anh nghĩ cái đó scary, đáng sợ nhất. Cho nên nếu mà phải bỏ, anh sẽ bỏ. Dạ. À, thế là bỏ cái đấy là có nghĩa là bỏ luôn cả năng lượng hạt nhân đúng không ạ? Bỏ hoàn toàn cái vụ mà phát minh ra hạt nhân. Nó thà là thế giới đi lùi lại, về khía cạnh hạt nhân nó đi lùi lại bao nhiêu năm cũng được. Nhưng mà nó sẽ, anh cảm giác là sẽ an toàn hơn, bớt đe dọa môi trường hơn, bớt đe dọa con người hơn. Và như anh nói, mình có những cái lựa chọn khác để sản xuất ra điện, như là thủy điện chẳng hạn vậy đó. Cho nên chắc cũng không đến nỗi nào, vẫn có điện, vẫn có internet, vẫn có thể thực hiện phỏng vấn như thế này được. Không vấn đề. Dạ đúng ạ. Có thể nói chuyện qua nửa bán cầu. Thì cái câu này thật ra em rất tò mò. Em muốn hỏi anh Hùng bởi vì là em biết anh Hùng làm nghiên cứu khoa học. Tức là kiểu phát minh, sẽ muốn phát minh ra những kiểu loại thuốc, các thứ để chữa bệnh cho mọi người đúng không ạ? Vì thế là em cũng tò mò nữa là anh có thể chia sẻ một chút cơ duyên của anh, tại sao chọn lại theo đuổi ngành dược không ạ? Cái câu hỏi này là, nói chung là người Mỹ ta gọi long story short đó, tại vì nó rất là, câu chuyện nó khá dài. Thì nó bắt đầu từ cái việc mà hồi anh học cấp 3, lúc đó là anh thi, anh là học chuyên hóa ở Cần Thơ, trường Lý Tự Trọng, trường chuyên. Thì anh thi được giải nhất quốc gia. Lúc đó là anh có lựa chọn là anh có thể, anh không cần phải thi đại học, anh có thể chọn bất cứ ngành học nào, khối A hoặc khối B, những khối có môn hóa. Thì lúc đó thì anh là người thích tự nhiên mà, cho nên anh lúc đó anh có hai lựa chọn là y hoặc là dược, thậm chí là sư phạm hóa nữa. Nhưng mà sư phạm hóa là anh gặp đầu tiên, tại vì có vẻ là anh không thích với sư phạm lắm hồi đó, cho nên anh chọn y dược thôi. Thì nhưng mà hồi đó là lại có cái trend là cái ngành dược của Cần Thơ mới mở, cho nên người ta đi, người ta gọi là mấy chị hồi đó đi là quảng cáo rất là nhiều, và anh nghe nói cũng hay, tức là những người chuyên gia về thuốc, nghiên cứu về thuốc, tạo ra thuốc mới trị bệnh, cho nên quyết định anh chọn dược. Rồi thì sau khi vô đại học ngành dược rồi thì gắn bó với ngành, thì đương nhiên rồi, tới bây giờ. Sau khi học đại học ở Việt Nam ngành dược xong thì lý do đi du học của anh là gì ạ? Cái này thì nó lại hơi khó trả lời một tí, tại vì lúc mà anh học ngành dược á, thì ngành dược Việt Nam mình là mấy thầy cô là cũng đa phần đi du học nước ngoài về, và họ những cái kiến thức họ truyền đạt rất là nhiều, nhưng mà anh cảm thấy là mình cần phải đi học thêm nữa thì mình mới thu được và mới đạt được cái mục đích của mình, đó là tạo được cái thuốc mới, kiến thức mới. Tại vì y dược ở Việt Nam hồi giai đoạn của anh là vẫn chưa đủ phát triển, và tại vì máy móc quá là đắt đỏ. Các thầy cô thì rất là giỏi nhưng mà máy móc này nọ thì đắt đỏ lắm, và ở Việt Nam mà y dược mà em làm mà em không có máy móc, không có trang thiết bị thì em chỉ học lý thuyết thôi, thì nó khó mà phát triển được, cho nên anh quyết định đi. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là sau đại học anh nghĩ cái con đường tiếp theo tiến lên thì học lên thạc sĩ và sau đó tiến sĩ. Nó gần như là một cái bước gọi là muốn đi lên trong con đường học thuật thôi. Và được cái là có vẻ anh là người thích học. Thì như nãy em nói anh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra, cho nên anh nghĩ thôi thì cũng thử sức mình coi sao, nhưng anh mới tiếp tục con đường sau này học. Dạ. Theo em được biết là trong quá trình học thạc sĩ ở bên Hà Lan thì anh còn có cơ hội được đi nghiên cứu ở trường Harvard ở bên Mỹ. Thì đây là một trường rất là danh tiếng. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là có kỷ niệm gì đáng nhớ trong cái thời gian đấy, và anh giành được cơ hội rất là quý báu này như thế nào không ạ? Thì thực ra thì nó là như vậy. Lúc mà anh học ở Hà Lan á, thì chương trình cũng tốt, cũng hay lắm. Nhưng mà họ lại có thêm một cái chương trình nữa là làm hai cái thesis, tức là hai cái luận, ở Việt Nam mình gọi là luận văn đó. Dạ. Thì cái luận văn đầu tiên thì anh làm ở Groningen ở Hà Lan. Còn cái thứ hai thì anh có thể lựa chọn đó là đi làm ở một chỗ khác, gọi là intern. Thì anh cũng lúc đó anh cũng nộp nhiều nơi lắm, và cuối cùng cơ duyên ở trong cái bài nghiên cứu của anh nó lại liên quan tới một nhiều lab ở Harvard, nên anh mới nộp ở đó. Thì phải trải qua cũng là dòng hồ sơ, dòng phỏng vấn, và anh đậu, và sau đó thì được cho một thêm, ngoại trừ học bổng của Hà Lan, được thêm một cái chút học bổng bé bé nữa để hỗ trợ thêm qua Mỹ. Thì cái kỷ niệm á, là cái câu hỏi này của em là hay đó, tại vì anh nhớ mãi là cái kỷ niệm mà anh lần đầu tiên bước chân qua đó. Thì kiểu như ngày đầu tiên nghỉ ngơi, ngày thứ hai gọi là ngày đầu tiên bước lên phòng thí nghiệm ở trên đó luôn á, là cái quy mô của họ là lớn lắm,
rồi thầy giáo gọi là giáo sư đó, là một người đầu ngành về lúc đó là chuyên ngành gọi là bệnh lupus, cái bệnh ban đỏ đó, không biết bệnh ban đỏ không? Dạ. Thì là thầy giao lại cho một cô gọi là phó giáo sư để mà hướng dẫn. Thì buổi đầu tiên luôn là cô ấy đã đưa cho anh khoảng 5 bài báo và trên những tạp chí rất là đầu ngành, rất là gọi là top of the field đó. Thì ở Hà Lan anh cũng có đọc báo chuyên ngành cũng là khoa học, nhưng mà để nói cho dễ hiểu, tức là cái level nó khác nhau dữ lắm, giống như là bình thường tụi em ăn ớt mà giống như ăn ớt chuông vậy đó. Còn qua bên Harvard tự nhiên đưa cho em một đống tài liệu giống như chuyển qua ớt hiểm rồi đó, độ cay nó nhiều hơn rất là nhiều. Và cô ấy nói là đọc xong, tức là đưa ngày thứ sáu, nói là thứ hai sẽ hỏi lại giống như một bài test. Thì làm sao mà đọc nổi đấy, làm sao mà đọc nổi, anh nói cái đó cả tháng chờ anh đọc cũng không nổi nữa, tại vì có rất là nhiều cái mới, mà đặc biệt là khi mà làm khoa học chuyên sâu á, nó khác nhau dữ lắm, nó chứ những cái ngách nhỏ nhỏ là nó rất là sâu. Cho nên cái mà cách mà anh xử lý vấn đề là lúc đó anh đi về nhà anh cũng mở ra coi, lúc đó còn buồn ngủ nữa, thì anh để cái nội dung chính thôi, tức là anh coi cái abstract, anh đọc sơ qua để anh hiểu nội dung chính, và sau đó anh coi cái bài báo đầu tiên, thì anh coi cái thời gian là người viết là cô ấy. Những bài báo sau đó là nội dung gần như giống y chang của cổ, mà và bị gọi là bị nói theo khoa học là bị scoop, tức là cô ấy ra trước mấy người kia làm sao. Thì anh mới nói với cổ là những cái bài báo sau á, những cái công trình sau không có gì mới, trên toàn là lặp lại bài báo đầu tiên không à. Thì cô ấy nghe cô ấy rất là thích, anh nghĩ đó là cú hích rất là mạnh, tại vì đó chắc là cái mà cô ấy muốn anh nhìn vô hơn là cái nội dung khoa học, tại vì cái nội dung khoa học nó đảm bảo 50 trang đó không ai đọc mà hiểu trong 2 tuần nổi chứ. Thì cái ý nó là như vậy, tức là người đầu tiên làm ra và người sau mà lặp lại trang người đó, thì tức là cái công trình của người đó nó rất là thực, hiểu không? Rất là nature, rất là thực, rất là có tính ứng dụng. Thì sau đợt đó thì cô ấy không có thử thách báo nữa, mà nói chung là cô ấy rất là cởi mở với anh, mà anh hỏi gì cũng giúp hết trơn, nó rất là open, rất là nhiệt tình. Thì anh nghĩ là anh thoát qua được cái ải đó. Thì đó là cái kỷ niệm mà đáng nhớ. Ngoài ra cũng còn nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà nó là ở ngoài thôi, nhưng mà anh nghĩ trong phòng lab là cái đó. Thật ra thì nó lại câu chuyện là như vậy nè, anh nghĩ là cũng một phần là do cái gọi thử thách đọc báo đó. Một phần sau đó thì lúc mà anh làm việc thì anh cũng có vẻ là anh mát tay, người Mỹ gọi là magic hands đó. Tức là cô ấy đưa 2 project trong 6 tháng thì cái nào anh làm cũng ra hết. Rồi sau đó thì anh đi về lại Hà Lan rồi qua Bỉ, thì sau đó có những project khác thì cô ấy cũng hợp tác, cũng qua cũng làm nhiều lần. Cho nên gọi là học gọi là research giai đoạn ngắn cũng được, gọi là postdoc cũng có lý, tại vì anh cũng có làm sau khi anh tốt nghiệp tiến sĩ thì đó. À, sau đấy thì anh vẫn làm nghiên cứu cùng với cô này, với là cô phó giáo sư này, mặc dù đã quay về châu Âu. Đúng, và làm lúc mà giai đoạn anh qua Mỹ anh cũng có qua làm, thì đó là những cái project ngắn thôi, những đoạn ngắn thôi, những thứ mà anh có thể đóng góp cái expertise, gọi là cái kiến thức của anh đó, thì anh cũng có làm. Bởi vậy tuy là sau khi tốt nghiệp cho tới bây giờ anh và lab bên đó vẫn tiếp tục xuất bản cùng với nhau, gọi là xuất bản khoa học đó, liên tiếp luôn. Thì đó. Tức là em tò mò lý do là tại sao, tại vì như em là sau khi em học thạc sĩ thì lúc đấy là em cũng đã nghĩ là muốn học lên tiến sĩ, một phần cũng là muốn được bay nhảy, tức là kiểu vẫn muốn được sống ở nước ngoài. Nhưng mà sau một thời gian viết xong khóa luận thì em đã kiểu không, mình không chịu được cái áp lực mà phải viết khóa luận, viết assignment, và đặc biệt là phải làm lên cao nữa thì phải có những cái bài nghiên cứu khoa học. Thì không biết đâu là động lực khiến anh có thể tiếp tục sau khi học thạc sĩ thì lên tiến sĩ, cuối cùng thì lại chọn trường KU Leuven để học chương trình tiến sĩ của mình. Anh hiểu ý em, thì cái này nó lại có nó xuất phát điểm từ cái anh muốn tạo ra một cái thuốc mới hoặc là phát minh mới đó, như em nói đó. Cho nên thì thường cái con đường gọi là về học thuật, con đường rất là tự nhiên là sau thạc sĩ thì lên tiến sĩ, đúng là nó cực thiệt, đặc biệt là làm về sâu về khoa học chuyên ngành thì nó cực, và mình phải ở trong phòng thí nghiệm rất là nhiều. Đam mê là một chuyện mà phải có ý chí, phải có tính sáng tạo nữa. Giai đoạn làm tiến sĩ thì anh lại không có nhiều cái gọi là đột phá nhiều nữa, thì một phần lớn cũng là do lab bên đó là lúc đó mới giai đoạn mới setup, mà anh cũng không biết setup cái hướng nghiên cứu mới. Anh có một cái gọi là cái cố chấp của bản thân. Tức là sau tiến sĩ anh vẫn chưa cảm thấy mình chưa phát minh ra được cái gì cả, cho nên muốn tiếp tục đi lên.
sau giai đoạn học tiến sĩ ở Cal Irvine đó, anh mới đi lên gọi là học tiếp qua bên Mỹ. Thì qua Cincinnati này thì không biết là có thời gian để chia sẻ không, nhưng mà qua Cincinnati này thì anh lại vô một cái lab cũng là bình thường thôi, nhưng mà ở đây cái tính hợp tác của họ rất là tốt. Anh được vô một cái project khá tốt và họ cho anh cái cơ hội được làm việc gọi là có tính sáng tạo nhiều và anh có nhiều tự do. Thì anh chọn được cái đề tài, lúc đó đề tài đó rất là thử thách, một cái gene hoàn toàn mới mà mình phải chứng minh cái vai trò của nó trong khoa học. Chưa có gọi là chưa có ai nói về cái vấn đề đó cả, chưa có bệnh nhân, mà tụi anh lúc đó may mắn là có bệnh nhân. Nhưng mà cái nó là high risk đó, gọi là high risk high reward project đó, là rủi ro cao nhưng mà nếu mà chiến thắng thì là phần thưởng cao đó. Thì sau đó là anh chứng minh được thì nó là một cái gene gây ra bệnh gọi là viêm gan tắc mật đó, và đặt tên là PFIC số 7 đó. Thì có gần như một phát minh mới rồi đó, tại vì được đưa lên một cái tạp chí rất là lớn trong ngành, số 1 trong ngành luôn. Thực ra nó là một phát minh mới, một tìm ra một cái bệnh mới. Thì lý do mình tìm ra bệnh mới phải biết về bệnh, sau đó mình mới trị được nó. Cho nên tới giai đoạn đó anh mới cảm thấy là ok, cái con đường gọi là scientist của mình đó, mình mới được cái gì đó đó. Mặc dù nói là khiêm tốn thôi, tại vì ngoài kia cũng có nhiều người họ còn giỏi hơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đối với bản thân anh trả lời được cho bản thân anh là ok, tôi đã làm được cái gì đó đúng như tôi dự định ban đầu. Dạ. Wow, anh có hiểu quá không? Khó, về mặt cái bệnh đấy là như thế nào thì chắc là sẽ khó hiểu, nhưng mà về câu chuyện là anh đã phát minh ra được một tìm ra được căn bệnh đấy và chữa được. Vâng, tìm ra được căn bệnh đấy thì thật sự nó là một cái kiểu ý là em đã hiểu được là cái con đường học thuật và cái con đường nghiên cứu, tức là như anh nói đấy là nó rất là khó khăn, nhưng để khi mình tìm được thì cảm thấy cảm giác nó rất là thỏa mãn, kiểu nó thật sự là một cái gì đấy rất là Thế thì em cũng tò mò nữa là không biết trong thời gian tức là khi anh học ở nước ngoài, học tiến sĩ ở nước ngoài, thì anh sợ nhất cái gì và anh thích nhất cái gì? Anh sợ thì là anh sợ nhất là thời điểm Tết, tại vì rất là nhớ nhà. Tuy là có hội sinh viên Việt Nam, mọi người cũng có làm bánh chưng, bánh dày, cũng tổ chức tiệc, nhưng mà không thể nào bằng không khí Việt Nam được. Rất là nhớ nhà những thời điểm đó. Thì nhìn những hình ảnh ở Việt Nam, lúc đó anh không dám nhìn, nhìn xong sợ khóc. Còn mà nếu mà thích nhất thì chắc là anh thích môi trường, tại vì rất là trong sạch. Và ở Việt Nam thì bây giờ thì anh không biết, tại lâu rồi không về, nhưng mà hồi lúc đó anh ở thì anh rất là hay bị viêm mũi, tại vì bụi nhiều quá. Nhưng mà từ lúc qua Hà Lan rồi Bỉ rồi bên Mỹ này là anh không phải uống một cái viên thuốc nào mà gọi là trị viêm mũi dị ứng hay là viêm xoang gì luôn, không có một cái gì luôn á. Mà hồi đó ở Việt Nam mà cứ phải uống thuốc, mình cảm thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, hơi quê mình, dân dược sĩ mà cứ phải để bản thân bị bệnh uống thuốc. Nhưng mà đúng là từ lúc qua đây không uống một viên nào luôn, thì tự nhiên người nó cảm thấy thoải mái. Đúng là anh rất là thích cái môi trường nó trong sạch, nó lành mạnh, đúng nghĩa môi trường đó. Thì trong quá trình mà các bạn đi xin học bổng du học và đến khi nhận được cái offer được đi du học, thì chắc hẳn là các bạn cũng có những cái gọi là expectations, mong đợi của mình về cái đất nước đấy, về cái cuộc sống mới đấy. Thì không biết là đến khi các bạn sang thì các bạn có gặp phải những cái vấn đề hoặc hay là vỡ mộng, thay đổi những cái suy nghĩ. Thì em muốn được nghe xem là anh Hùng có gặp những cái trường hợp như vậy hay là các bạn có gặp những cái trường hợp như vậy không ạ? Là một câu hỏi rất là hay đó. Mọi người thì cứ nghĩ là Âu Mỹ giống như thiên đường, nhưng mà đúng là nó có những cái mặt trái của nó mà mình không biết được, phải không? Cho đến khi mình bước chân qua rồi mình mới biết được. Thì anh có thể chia sẻ hai câu chuyện. Một là câu chuyện của bản thân anh, còn hai là câu chuyện anh nghĩ là góc nhìn của du học sinh. Thì đối với câu chuyện của bản thân anh đi, thì là lúc mà anh được cái học bổng tiến sĩ đó, anh đi qua bên Cal Irvine, thì cái này anh chắc là lần đầu chia sẻ luôn. Là như nãy có nói là giai đoạn tiến sĩ anh không thu được nhiều đó, là phần nhiều là do cái lab của anh ở bên đó họ không tốt. Không, thực ra thì bản thân anh có cái sự tôn trọng rất lớn đối với cái giáo sư nha, nhưng mà đó có vẻ là hồi đó là cái số anh gặp của nhóm những người mà có giáo sư họ không tốt. Họ giao cho anh một cái đề tài, ví dụ làm về gene, làm về đề tài về A, nhưng mà lúc mà bước qua họ lại bắt anh làm một cái đề tài B, tức là treo đầu dây bán thịt chó đó, nói theo cái kiểu đúng nghĩa treo đầu dây bán thịt chó luôn đó. Lúc đó anh rất là sốc, tại vì cái đó là không đúng. Ví dụ như công việc của em, job description là thế này,
em là nhân viên quảng cáo mà qua bắt em làm tiếp thị hay là làm ví dụ như bán hàng hay là làm một cái khác thì là em đã thấy khó chịu rồi, cũng chỉ là làm nghiên cứu khoa học. Thì cái lúc đó là anh cũng fighting, anh cũng đấu tranh dữ lắm, đó là hoặc là ở lại đây hoặc là đi chỗ khác. Thì lúc đó là anh đã xin được cái học bổng của UBC, đó là University of British Columbia ở Canada đó. Sau đó anh có nói chuyện lại với giáo bên đây thì hắn vẫn giao cho anh đề tài A nhưng bắt phải làm đề tài B còn một lúc. Thì anh nghĩ ok thôi, lúc đó là tại vì anh cũng còn một là còn trẻ, tham vọng, anh nghĩ là mình có thể làm được, thì anh ở lại anh làm. Tuy nhiên như nãy có nói đó, tức là điều đó là rất là không đúng. Tại vì khi mà ông đã kêu tôi qua làm đề tài A thì tức là tôi làm đề tài A thôi, chứ không có chuyện qua rồi mới kêu làm một cái đề tài B, đúng không? Thì cái đó anh cũng rất là sốc, rất là ngỡ ngàng đó. Và một điều nữa anh muốn nói với mọi người đó là các du học sinh nói chung cũng bị một cái này, đó là đối với người Âu Mỹ nói chung thì mình có khi là mình nói và giống như vô đũa cả nắm, nhưng mà sẽ có những khu vực, những thành phố, những nơi mà các bạn tới, con người họ không có friendly như mình mong đợi đâu. Để cả người Âu Mỹ nữa, họ có một cái gọi là họ đánh giá thấp người châu Á. À, có nha, chứ không phải không nha. Họ đánh giá thấp người châu Á lắm. Có thể là do ngôn ngữ, có thể là do xuất phát điểm của người châu Á. Người Việt Nam là nước đang phát triển, mình chậm hơn họ. Nhiều lý do nhưng mà họ đánh giá thấp người châu Á lắm. Hồi đó anh đi học thạc sĩ thì cũng gần như học đại học, thì là anh đã biết. Tức là các bạn ấy cứ tụm đầu lại với nhau không à, ít nói chuyện với mình lắm nha. Mà mình muốn break the wall đó thì cái ngôn ngữ của mình phải tốt. Nhất thứ hai là mình phải chứng minh bản thân mình cực kỳ tốt luôn. Mình phải có một cái điểm cực kỳ nổi bật, họ mới đến mình, họ cảm giác có cái mà mình nể trọng cái thằng A thằng B đó, họ mới tới. Tại vì bản thân anh đã thấy rồi, khi mà anh đi học anh làm việc nhóm cũng vậy nữa, anh nêu ý kiến không ai nghe hết trơn á. Anh làm việc nhóm chung với anh với hai đứa khác không ai nghe hết trơn á, nó chê tài liệu của anh, nó chê mọi thứ, rồi xong nó tự hai đứa nó ngồi làm với nhau xong trình bày ra những thứ mà anh đã nói trước không à, đưa lên toàn là sai không à. Rồi sau đó làm sai mình khác thì phải tự bản thân anh làm. Anh nói quyết định là cái này trước hai bạn làm cái này, tự bản thân tôi làm, thì sau đó anh được thầy cho 10 điểm, 10 trên 10 luôn. Thì sau cái buổi đó thì hai người đó mới thay đổi cách nhìn về anh, mới gọi là bất cứ những cái gì bắt đầu hỏi và kêu mình đóng góp. Thì như anh nói đó, đó cũng là một cái đó, tức là họ có một cái nhìn lúc trao với mình đó. Và mình qua đây cũng phải chịu thôi, mình đá sân khách mà, mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình hơn nữa. Một trong những cách đó là phải tăng trình độ tiếng Anh của mình lên. Đó, cái cách đó rất là cơ bản. Để cái trình độ tiếng Anh mình càng tốt thì mình càng hiểu họ, mình càng học tốt hơn, mình nói họ càng hiểu hơn. Và mình sẽ càng cảm thấy mình hòa nhập cuộc sống hơn, mình cảm thấy mình nói đạt tầm với họ thì không đúng, càng hòa nhập với họ hơn. Tại vì có nhiều cái họ cũng không bằng mình được. Như anh học với học sinh đây, như cái assignment, cái ví dụ nãy là anh thấy rồi đó, tức là hai đứa đó tức là phạm những lỗi cơ bản đó, kể cả học sinh trung bình của Việt Nam thì còn giỏi hơn rất là nhiều hai người đó, chứ không cần phải là học sinh giỏi đâu. Thì đó là cái ý mà anh nghĩ, đó là cái mà có thể các bạn sẽ vỡ mộng đó. Đừng có thấy người ta lên mấy cái diễn đàn, mấy cái workshop giới thiệu du học về trường, thấy người ta anh Tây đẹp trai, open friendly, rồi mấy cô sinh viên xinh đẹp nói chuyện, không có đâu. Qua là sẽ bị sốc, cái đó sốc văn hóa là sẽ bị dính rất là nhiều, bản thân anh cũng dính nữa. Dạ. Thì anh có nhìn thấy bản thân mình từ khi rời Việt Nam, cái hành trình thay đổi, có nhìn thấy cái cách sống hay cách suy nghĩ của mình thay đổi như thế nào trong cái hành trình đấy không ạ? Anh thấy ở trên mạng nó có cái biểu đồ vẽ cái sự gọi là sự trưởng thành của mình, với cái độ tự tin mà ban đầu là từ top rồi sau đó rớt xuống dưới đáy rồi lên rất là cao. Anh nghĩ là nó phản ánh anh rất là nhiều đó. Tức là giai đoạn mà học vừa được nhận học bổng thạc sĩ với vừa nhận học bổng tiến sĩ, theo anh là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời một con người. Rất là sướng nhưng mà lúc đó mình lại cảm giác mình giống như là đỉnh, ở trên đỉnh vậy đó, thấy không, gọi là tự cao tự phụ, nhìn thấy ai cũng không coi ai ra gì hết trơn. Giai đoạn anh nghĩ ai cũng giống nhau, giới trẻ gọi là trẻ trâu đó, thì anh cũng có trải qua giai đoạn đó rồi. Thì cũng phải thôi, có hai mươi mấy tuổi trẻ chung mà học được cái học bổng gọi là tiến sĩ, gọi là đỉnh cao nhất trong ngành học thuật. Nhưng mà sau đó thì càng ngày mới càng nhận ra là mình rất là nhỏ bé, càng trưởng thành là càng nhận ra mình rất là nhỏ bé. Và tới bây giờ thì anh cảm thấy tự tin được nhiều hơn, nhưng mà vẫn cảm thấy là mình nên hiểu xung quanh là như thế nào, nên khiêm tốn chút, đặc biệt là khi mà anh đã gặp rất là nhiều người giỏi.
từ cả Việt Nam cho tới nước ngoài, anh thầy giáo của anh đi, ví dụ như ông Behringer ở Đại học Groningen, tuy là một cái đại học top 80 thế giới nha, nhưng ông ấy được giải Nobel hóa học 2016 đó. Rồi sau đó ở Harvard, bây giờ ở Cincinnati là những người cực kỳ giỏi luôn. Nói chung là càng đi nhiều mới càng thấy là núi cao còn có núi cao hơn. Thì điều đó cũng không có gì gọi là buồn hay gì cả, thực ra nó là một cái đáng mừng. Tại vì những người xung quanh mình họ giỏi thì mình mới học được từ họ, rồi mình mới càng ngày càng tiến bộ hơn. Anh nói chung là cái câu trả lời của anh là vậy đó. Dạ, em cảm ơn anh Hùng. Thì với em, cái hành trình du đi du học của em, nếu mà em phải tóm tắt thì cũng sẽ như anh Hùng. Đấy là cái mình học được là cảm thấy mình cái nhỏ bé đấy nó lại là một cái rất là tích cực. Đó khiến mình càng ngày càng muốn học, càng ngày càng cảm thấy mình muốn nghe mọi người nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và trở nên một cái bản thân mình trở nên tốt hơn. Thì là em trưởng thành nhanh hơn anh đó, anh phải sau gần như sau hết PhD anh mới ấy, giai đoạn PhD là anh cực kỳ trẻ trâu luôn. Không, em vẫn là kiểu nửa trẻ trâu nửa trưởng thành, vẫn đang trong quá trình cố gắng để trưởng thành, hành trình trưởng thành. Thì theo em được biết là bây giờ anh làm tiến sĩ dược sĩ nghiên cứu khoa học ở một bệnh viện nhi lớn thứ ba trên nước Mỹ, thì hẳn là rất bận rộn. Vậy thì có cái cơ duyên nào mà khiến anh vẫn dành thời gian để tiếp tục, để có thể để muốn mentor các bạn bạn trẻ Việt Nam để cũng giành được học bổng đi châu Âu hoặc là đi Mỹ không ạ? Anh lập một cái group gọi là du học Âu Mỹ, cho nên mọi người nghĩ là anh hướng dẫn Âu Mỹ không, nhưng mà anh hướng dẫn hết Âu Mỹ, Á, Australia, chỗ nào anh cũng hướng dẫn hết. Thì cái câu hỏi này của em rất là hay, là nó đến từ cái cơ duyên hồi lúc mà anh từ thạc sĩ lên lên tiến sĩ á. Thì xong thạc sĩ là anh có về Việt Nam một thời gian, tại vì lúc đó anh nhớ nhà quá, thì nãy em hỏi giải quyết sao đó là anh đi về đó. Nhưng mà anh lại bị sốc văn hóa ngược, tức là anh hồi đó anh lại hấp thu văn hóa của người Tây nhiều hơn là anh nghĩ, nhiều hơn là đánh giá. Cho nên về Việt Nam anh làm anh thấy là nó có một sự chổi ở trong trong chính bản thân mình thôi, tại vì môi trường Việt Nam người ta vận động trước giờ như vậy nó rất là tự nhiên rồi. Nên lúc đó anh cảm thấy là ok, mình chắc là mình cần phải quay lại, tại vì cảm giác là ở Việt Nam lúc đó không, mình bị chổi quá. Mà lúc đó là đi về là anh không có plan trước là đi học tiến sĩ, cho nên anh không chuẩn bị hồ sơ, và cho nên lúc đó giai đoạn đó anh xin cũng khá vất vả, anh xin hết 30 nơi mới được. Nhưng mà không hiểu sao được cái nơi đầu tiên, rồi sau đó là rất nhiều nơi cho nhận nhận cho cái học bổng tới 5-6 nơi, là nhưng mà để được cái nơi đầu tiên nhận đó, là kêu lên bên này đó, là cũng rất là vất vả. Nên anh hiểu cái cảm giác đó, giống như là hai lần nhận học bổng qua là hai lần sung sướng đó. Cho nên anh rất là thích cái cảm giác đó, và anh muốn là chia sẻ nó với những cái bạn trẻ, và đặc biệt là những bạn có hoài bão để đi du học. Và cái lý do thứ hai đó là cái này cũng hơi đặc biệt, hơi cá nhân, đó là cái giai đoạn đó thì anh trong cái giai đoạn học tiến sĩ anh có hướng dẫn một bạn, bạn ấy tên là Hoàng, bạn ấy có bố bị mất vì bệnh ung thư gan và bạn ấy học kỹ thuật. Thì bạn ấy mới liên hệ với anh do bạn bè giới thiệu thôi, thì nói là do muốn xin học bổng, bạn ấy có cái ước mơ là muốn làm được cái dụng cụ mới để khám phá ra cái bệnh, giúp cho cái ngành y tế khám phá ra bệnh sớm hơn, chẩn đoán sớm hơn, thì như vậy thì bệnh nhân sẽ được điều trị sớm và dứt bệnh, để cho những người khác không bị đau khổ giống như bạn ấy. Thì cái câu chuyện nó cũng tác động anh rất là mạnh, tại vì một là mình hiểu cho người ta, hai nữa là anh hồi đó ông ngoại anh cũng mất vì bệnh ung thư gan, cho nên anh cũng anh cảm nói chung là anh cảm được rất là nhiều, anh cảm giác được bạn ấy rất là nhiều. Anh giúp bạn ấy mà hai thầy trò cũng vất vả lắm, và sau đó thì cũng lại phải mất gần 6 tháng trời, mà sau đó thì bạn ấy lại xin được là cũng sửa SOP, sửa CV, sửa từ đầu tới cuối đó, để xin được ba cái trường đại học rất là lớn ở Mỹ, và rất là thoải, gọi là rất là excited, rất là vui, rất là hưng phấn đó. Anh cũng cảm thấy như vậy, cho nên sau này cứ mỗi lần mà giúp các bạn, tất nhiên là không phải ai cũng có một cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nhưng mà sau này cứ giúp các bạn ấy, là tức là những cái cảm giác sung sướng hạnh phúc đó mình nó lại được giống như rebound lại vậy đó, nó là replay lại. Chính anh nghĩ chính vì vậy cho nên anh mới duy trì được cái gọi là cái động lực mà giúp các bạn trong vòng hơn 10 năm liên tiếp, mà đó hoàn toàn miễn phí, không có lấy đồng nào cả. Vậy thì trong cái giai đoạn rất là nhiều năm giúp đỡ các bạn như vậy, thì anh Hùng có nhận ra những cái quan điểm sai lầm nào hoặc là những cái lỗi nào các bạn hay gặp trước khi các bạn apply học bổng không ạ? Và có lời khuyên gì ạ? Anh nghĩ cái lỗi lớn nhất mà anh thường gặp á, là có hai lỗi. Một lỗi là do cá tính, tức là một số bạn thì có nhờ mentor giúp đỡ,
Nhưng mà thực ra những người mà hỏi mentor giúp đỡ, tức là hỏi thầy hướng dẫn giúp đỡ, mấy em chỉ cần nghe một hai câu đầu tiên thôi là biết người đó sẽ đậu hay không đậu liền à. Tức là nhờ người ta giúp. Nhưng mà giúp học bổng nó không giống như cái việc mà em mua cái gói dịch vụ gọi là massage chân, massage tay nha. Mua một cái là được cái service mà em muốn, không có. Cho dù em nhờ mentor giúp thì bản thân em phải cố gắng, cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Anh hay nói câu cửa miệng đó là cái con đường du học, cái con tàu, con thuyền du học của các em á. Cái người thuyền trưởng trên con thuyền chính là các em. Con thuyền đi xa được đến đâu á, chính các em là những người build up nó, xây dựng nó từ những miếng gạch đầu tiên, từ những miếng gỗ đầu tiên, từ những cái cánh buồm đầu tiên, chính bản thân tụi em. Còn những người mentor á, là cái vai trò của họ là giống như là hoa tiêu thôi, giống như anh như là hoa tiêu thôi, là từ kinh nghiệm đi trước, biết được chỗ nào nhiều sóng gió, ít sóng gió hơn, biết được chỗ nào mà tụi em đi tụi em sẽ đến đích nhanh hơn. Nhưng mà muốn được đi xa hơn thì bản thân của các em sẽ phải cố gắng. Chính vì vậy cho nên chỉ cần có người hỏi anh là anh biết, chỉ cần hai câu thôi là anh có thể dự đoán được là người đó sẽ đậu bổng hoặc là không đậu bổng. Tự cái này giống như cảm giác rồi. Rồi yeah. Cái ý thứ hai là đối với những người mà gọi là đã có quyết tâm rồi thì các bạn hay dính cái lỗi là các bạn hay viết cái bài luận giống như cái IELTS vậy đó, giống như cái essay task 2 của IELTS vậy đó. Tức là dùng những từ rất là nóng rồi paraphrase ra rồi. Không có vậy. Đặc biệt là nếu mà các bạn muốn sang Mỹ nữa, kể cả châu Âu cũng vậy, là phải đi đúng vô cái điều mà người ta muốn, và mình phải nói nó hợp tình hợp lý, nó fit với những cái mình có, chứ không phải là cứ dùng những tính từ nóng là được, hoặc là dùng cái essay task 2 là được. Tại vì IELTS nó kiểm tra kỹ năng tiếng Anh, còn cái bài luận là người ta muốn coi cái con người của mình, chứ không phải là kỹ năng tiếng Anh ở đây nữa. Thì đó, hai cái lỗi đó thì anh hay sửa cho các bạn ấy nhất, và thường là sau khi anh sửa xong là các bạn làm nhanh lắm, đặc biệt là những bạn mà như anh nói đó nha, tức là có cái nỗ lực, có cái biết tâm, mình là yeah. đó cái lỗi đấy em cũng đã từng mắc, kiểu mang ngay cái tâm thế của việc học IELTS phải dùng những cái từ rất là hay, ít người dùng, để thể hiện trình độ cao siêu. Như thật ra thì cái đấy nó không vô cáp này nọ đó, quá nóng. Vâng. Nhưng cuối cùng là cái mà người ta muốn nghe là câu chuyện của mình, câu chuyện thật của mình là ai và tại sao mình lại muốn học cái trường đấy hoặc là cái khóa đấy, đúng không ạ? Đúng, đúng. Vâng. Vậy thì thêm một câu giả tưởng một tẹo, đấy là nếu mà được quay ngược lại thời gian và làm lại từ đầu trong cái hành trình đi du học của anh Hùng, thì anh có muốn thay đổi điều gì không ạ? Câu này của em rất là khó, anh cũng lâu lâu cũng có suy nghĩ về nó. Tức là bây giờ thì anh ở Mỹ rồi, cho nên anh nghĩ là nếu mà các bạn muốn quan điểm cá nhân thôi, các bạn muốn gọi là đi du học một lèo mà muốn gọi là phát triển đó nha, thật sự đúng nghĩa gọi là trong con đường học tập cách mạnh mẽ nhất, thì anh nghĩ nên đi từ đầu, đi từ Mỹ luôn nếu mà anh được thay đổi. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, 6 năm anh ở châu Âu, 2 năm ở Hà Lan, 4 năm ở Bỉ, tuy là anh không có gọi là achievement, không có thành tựu nhiều như khi anh qua Mỹ, nhưng mà đối với bản thân anh bây giờ có gì đánh đổi gì anh cũng không đánh đổi 6 năm ở châu Âu đó. Tại vì nó là những cái kỷ niệm cực kỳ đẹp, cực kỳ sống với mình mãi mãi. Và cũng chính nhờ như vậy nha, cho nên anh nghĩ là anh hiểu được cái văn hóa và cách làm việc của người châu Âu và cả người Mỹ nữa. Cho nên những bạn nào muốn xin học bổng Mỹ mà gặp anh là anh có thể fit với các bạn ấy tốt hơn là những người chỉ đi Mỹ hoặc đi Âu không. Anh nói cái gì cũng có hai mặt của nó, chứ không có hoàn toàn xấu hay tốt. Dạ đúng. Thế thì anh có lời khuyên nào cho các bạn khi mà các bạn mới, những cái bạn mà thật sự quyết tâm và muốn đi du học, thì những cái bước đầu các bạn nên chuẩn bị là gì? Nếu mà các bạn thật sự quyết tâm đi du học thì anh nghĩ cái gọi là cái giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn quan trọng nhất. Người ta nói không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại mà. Nhất là đi du học nữa, thì mình không thể nào mình chờ tới 6 tháng hay năm cuối đại học hoặc là phổ thông, mà em không thể nào chờ tới gọi là giai đoạn em muốn đi học đại học, em cũng không thể chờ đến năm cuối phổ thông được. Là mới chuẩn bị rất là dài. Và anh nghĩ là bây giờ cái thông tin này cũng nhiều rồi, và nhiều bậc phụ huynh họ liên hệ với anh, đến nỗi mà con họ mới học cấp 2 thôi đã liên hệ với anh để anh tư vấn trước rồi. Thì người ta đã có cái định hướng đó rồi, thì anh nghĩ cái này, lời khuyên này chắc là chung cho ai cũng biết rồi. Một cái lời khuyên khác nữa đó là như nãy anh cũng có nói đó, tức là bản thân mình phải có sự nỗ lực, mình phải hiểu cái mình muốn gì, đúng không? Chuẩn bị là một chuyện, chứ đừng có để bố mẹ mình chuẩn bị không. Mình phải hiểu mình muốn gì, mình cần gì. Mình có nhờ mentor giúp đỡ đi nữa thì mình cũng phải là thuyền trưởng trên con thuyền của bản thân mình.
thì như vậy mình mới thành công được. Và cái lời khuyên thứ ba đó là phải có quyết tâm. Tại vì các bạn mà anh hướng dẫn á, thì có nhiều bạn là đúng là đậu chừng một tuần, thậm chí một tháng hay sáu tháng đậu, nhưng đó là số ít thôi. Đa phần anh nghĩ là chắc khoảng 40%, 50% là phải mất tới khoảng 1-2 năm, và thậm chí là fail một năm đầu, gọi là năm đầu, 2 năm đầu đó, fail liên tục. Như bạn mới nhất mà anh hướng dẫn là Thùy Trâm, là nguyên một năm luôn, và tới giai đoạn phỏng vấn một chọi một mà cứ bị rớt chỗ này chỗ khác, anh không hiểu luôn á. Lúc đó là nó một cái gọi là bí ẩn đối với anh luôn á, tại vì nhìn CV của Thùy Trâm là cực kỳ tốt, mà Thùy Trâm là một người làm việc cực kỳ hay, anh nhìn vô là anh biết ok đây là một người có trình độ thạc sĩ, có cái tố chất của thạc sĩ và tiến sĩ. Nhưng mà không được. Nhưng mà năm sau Thùy Trâm vẫn tiếp tục liên hệ với anh vẫn giúp đỡ. Tại vì Thùy Trâm vừa là team member trong cái nhóm Hypergrace Pharmacy của anh nữa, có anh coi như là đệ tử, là chân truyền đó, và lại còn học chung trường với anh nữa. Nên đúng nghĩa là anh rất là quý em ấy, anh giúp đỡ tiếp. Và năm nay em ấy đậu học bổng, học bổng cũng kỳ tốt luôn, học bổng của Groningen, của đi và lại chính là cái trường chương trình của anh luôn. Mà năm rồi em ấy rớt, năm nay đậu. Thì đó cũng là một cái cách đó, phải có cái suy nghĩ như vậy, tức là thất bại ở đâu thì đứng lên ở đó, vậy mới là, đó là tư tưởng của nhà học luôn đó. Dạ, là một hành trình. Trong những câu chuyện như vậy thì hành trình du học nói chung và hành trình đi xin học bổng nói riêng thì nó là một hành trình khá là gian nan. Vậy thì trong cái hành trình mà anh xin học bổng, kể cả chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, hoặc là cả trong những câu chuyện mà nói chuyện với cả những cái bạn mà nộp học rất là nhiều nhưng mà vẫn trượt, thì anh có cách gì vượt qua được cái sự nhiều khi là chán nản? Anh có bao giờ gặp những cái moment mà mình cảm thấy chán nản, thất vọng mà không muốn tiếp tục nữa? Và khi anh muốn tiếp tục thì anh đã vượt qua cái điều đấy như thế nào? Tức là ý em là những cái khoảnh khắc mà thất vọng lúc mà mình xin học bổng, đúng không? Và động viên các bạn như vậy. Thì cũng đúng, như nãy anh có chia sẻ đó, là cái lúc mà nộp tiến sĩ đó, lúc mà anh về Việt Nam anh không chuẩn bị trước CV để nộp tiến sĩ đó, thì lúc đó anh rớt cũng phải ba mươi mấy trường liên tiếp. Thì lúc đó là anh cũng buồn lắm, lúc đó cũng chán nản lắm. Nhưng mà cái cách vượt qua anh nghĩ chắc là quay lại cái vấn đề là do quyết tâm của mình thôi. Tức là mình coi mình muốn gì, cái gì đầu tiên là cái gì thôi thúc mình đi học, phải không? Nếu mà nó vẫn còn thì mình vẫn có thể tiếp tục, nó vẫn là cái động lực tiếp tục của mình. Một cách nữa đó là mình nhiều khi cũng không nên chúi đầu vào trong những cái hoạt động gọi là viết khóa luận hay là nộp bổng khắp nơi, mà phải có một cái chiến thuật rõ ràng hơn, bằng cách là đi ra ngoài, đi chơi thoải mái một chút, thì cái đầu của em tự nhiên nó sẽ được refresh, nó sẽ thoải mái hơn, lúc đó sẽ suy nghĩ được những cái cách gọi là hay hơn. Ví dụ như hồi đó như anh nói đó, anh nộp 30 nơi và anh nhờ những người viết thư giới thiệu cho anh, và anh nhờ đến nỗi mà họ cũng chán luôn. Và lúc đó anh nghĩ ra thôi tiêu rồi, nếu mà mình tiếp tục như vậy nữa nhiều khi người ta sẽ không viết nữa, là không có thư giới thiệu thì không thể nào xin học bổng được. Cho nên lúc đó anh ngưng lại khoảng chừng một tháng hai tháng gì đó, và anh làm những hoạt động không liên quan, như chơi thể thao, đi học nhảy, đi tập gym. Rồi sau đó thì anh mới chọn lại các trường gọi là các nơi mà thích hợp với mình hơn, có những cái chiến thuật hay hơn. Thì đó cũng là một phần trong cái quá trình xin học bổng, tức là các bạn phải có một cái chiến thuật nó hợp lý, chứ không phải là cứ nộp như thế nào cũng được. Phải sử dụng được những cái nguồn lực của mình, kể cả thư giới thiệu, người viết thư giới thiệu cũng là một cái nguồn lực rất là quan trọng mà mình phải biết sử dụng đúng lúc, đúng cách. Thì anh nghĩ là như vậy, đó là hai cái cách mà anh vượt qua được. Vậy thì anh Hùng dùng từ chiến thuật, nếu mà phải hỏi anh một lời khuyên hoặc là đưa ra một cái chiến thuật cho những bạn muốn đi du học, thì anh Hùng có chia sẻ gì không ạ? Chiến thuật thì nếu mà đi du học, kể cả du học hay xin học bổng, kể cả việc xin học bổng toàn phần, hoặc là các bạn có trả tiền để đi du học đi nữa, thì anh nghĩ cái chiến thuật quan trọng đó là đầu tiên là mình phải có kế hoạch rõ ràng, và mình biết mình, như nãy nói, biết mình muốn gì, cần gì. Thì anh có thể mở rộng thêm ra, đó là phải chọn những cái chỗ mà nó hợp với mình nhất, thay vì chỉ là những nơi mà nó lại nghe nó có vẻ rất là cao sang, quyền quý. Tại vì những chương trình học bổng nó có những cái yêu cầu khác nhau nha. Đúng không? Có những chương trình họ yêu cầu leadership, có những chương trình họ yêu cầu bạn chỉ là khả năng volunteer tốt,
rồi có những chương trình họ yêu cầu, ví dụ như họ ưu tiên hơn cho những người làm trong khu vực chính phủ, họ ưu tiên cho phụ nữ, thì mình phải chọn thế nào đó thật là hợp lý với mình. Và trước đó, cái giai đoạn chuẩn bị trước đó là giai đoạn mình build up CV, mình phải build up nó thật là phù hợp, để cho đến lúc cuối cùng mình nộp á, là lúc đó giai đoạn chinh chiến là sẵn sàng thôi. Thì anh cũng hay nói với các bạn là muốn thì phải lên kế hoạch từ sớm, và muốn nữa thì liên hệ mentor thì liên hệ từ sớm luôn để người ta giúp mình. Không nhất thiết là anh, mà bất cứ mentor nào cũng vậy, bạn liên hệ giai đoạn nước rút là lúc đó là công việc của cả mentor và cả các bạn nữa là sẽ nặng nề hơn rất là nhiều. Em nghĩ là cái hành trình du học nó với em, với cá nhân em, nó giống như là hiểu mình hơn nữa. Là thật sự là mình hiểu thêm bản thân mình, thật sự là tất nhiên là trước khi mình nộp học bổng mình cũng phải biết mình muốn gì, nhưng trong cái hành trình đấy, thậm chí là khi viết cái ở bên Mỹ, em nghĩ là cái đấy gọi là state personal statement, cái đấy cũng là một cái như kiểu mình phải đi ngược lại và hiểu bản thân mình thật sự muốn gì để viết ra được một cái mà nó thật sự là của mình. Chính xác. Không cần hỗ trợ gì hết, quá chính xác. câu chuyện học đi du học. Vậy thì trong cái hành trình hơn 10 năm đi mentorship của anh Hùng, và anh Hùng có chia sẻ là ngay câu chuyện đầu tiên hướng dẫn bạn Hoàng, thì sau đấy, sau nhiều năm sau trong cái hành trình đấy, thì anh còn có câu chuyện nào của người bạn nào rất là để lại ấn tượng rất là sâu sắc cho anh không ạ? Có, nóng hổi luôn, mới nhất luôn. Đây là một em học trò mà anh cũng cực kỳ thích, một em học trò cực kỳ rất là ấm áp, anh rất là thích, đó là bạn Hải Dương. Là anh vừa mới giúp năm rồi luôn, là bạn ấy được học bổng tiến sĩ vào Max Planck, là một viện nghiên cứu gọi là top đầu tiên của thế giới cũng không sai đâu, rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Thì câu chuyện của Dương rất là dài, nó như vậy nè. Dương là bạn ấy là ở Hải Phòng, bạn ấy là học trong cái trường dành cho học sinh cá biệt. Và từ phổ thông bạn ấy cũng muốn đi du học, tại vì đặc biệt là nghe người nhà, có người nhà đi ở Nhật. Nhưng mà sau đó bạn ấy thi đại học thì thi rớt, và phải rớt đại học tới 2 lần và đậu nguyện vọng 2 vào công nghệ sinh học. Rồi sau đó mà Dương rất là quyết tâm, sau đó Dương lại kiếm được nhờ một cái người bạn giới thiệu, người bạn đó là ở Hàn Quốc, giới thiệu qua một cái lab của giáo sư Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc họ hay vậy đó, tức là các giáo sư họ thích những người khác giới thiệu qua. Hàn Quốc có vẻ giống giống Việt Nam ở cái khoản này, tức là thích người quen. Thì Dương qua đó, nhưng mà người bạn mà giới thiệu Dương á thì là giúp đỡ cho Dương, nhưng mà lại sau đó lại tức là giúp đỡ cái phần giới thiệu, nhưng mà sau đó lại bắt Dương làm công việc của bạn ấy luôn. Đúng không? Tức là bản thân Dương phải làm việc của Dương, làm việc của bạn ấy luôn. Dương một ngày làm 12 tới 16 tiếng là bình thường, vất vả lắm. Nhưng mà đổi ngược lại thì Dương lại học được rất nhiều và có nhiều kết quả tốt. Cho nên cái đề tài thạc sĩ của em ấy là em ấy được cái nội dung, cái hàm lượng khoa học trong đó phải gấp 3 lần cái đề tài thạc sĩ bình thường. Và tới cái lúc mà viết đề thạc sĩ lại bị một cái cú nữa, là cũng chính người bạn đó luôn nói với Dương là những cái thứ mà Dương viết trong bài báo có thể đưa hoàn toàn qua đề tài thạc sĩ. Thì đây, ở đây nó có một cái lỗi mà khó nhận ra, nhưng mà nó lại rất là nguy hiểm, đó là lỗi tự đạo văn mà Dương không biết, Dương đưa vào và bị một giáo sư khác phát hiện và làm rùm beng lên luôn, làm cho em ấy gọi là sốc kinh khủng luôn. Nên sau đó thì giai đoạn rất là sốc, và sau đó nhờ thầy giáo hiện thời, người rất là tốt với Dương, là giúp đỡ vượt qua được. Nhưng mà em tưởng tượng lúc đó cái đề tài, cái luận văn của mình tự nhiên nó giống như nó có cái vết hằn rồi, nên bạn ấy không còn cảm giác nhiều cảm giác tự hào về nó nữa. Và em thấy không, đó bạn đó, bạn mà chơi kiểu đó. Và trong một cái giai đoạn đó luôn, không biết là năm xuôi tháng hẹn gì, thì lúc đó là bố của Dương mất, thì mà không về được, tại vì bị Covid-19 không về được. Anh em ấy suy sụp và bị trầm cảm. Và em hiểu là khi mà nói trầm cảm tức là nó kinh khủng lắm đó. Và cũng phải mất một khoảng thời gian rất là dài, Dương mới tự vực dậy bằng cách thay đổi cái thời gian biểu, thay đổi lối sống và nhận ra. Và sau đó Dương mới cố gắng tìm cái học bổng tiến sĩ để đi tiếp. Tại vì làm bên kia mấy năm rồi mà cứ làm tiếp ở đó thì không được, mà gặp bạn bè đấy, cái kiểu gọi là mình chơi với bạn thì hết mình, bạn chơi với mình thì hết hồn. Thì sau đó thì Dương mới tìm, thì Dương lúc đó gặp anh, tự liên hệ với anh cũng, thì các bạn anh cũng hay vậy lắm, cứ liên hệ với anh vậy đó, người bạn bè giới thiệu vào Facebook. Thì lúc đó anh đâu có biết hoàn cảnh đâu, nhưng mà anh có coi qua cái cách Dương viết, anh biết người này rất là giỏi,
Nhưng mà anh không hiểu sao lúc mà nói chuyện với Dương, em nhìn cái mặt là em thấy có cái cảm giác gọi là rất là, gọi là không có tự tin, có một cái gì đó đè nặng. Thì anh thấy cái đó mới chính là cái khó để mà giải quyết. Tại vì với cái hàm lượng khoa học hiện thời của Dương, anh nghĩ là bạn ấy chắc chắn sẽ kiếm một cái học bổng tiến sĩ ở đâu đó thôi. Thì anh gọi là vừa sửa SOP CV là một chuyện, anh còn phải tìm cách kích hoạt cái sự tự tin của bạn ấy, tìm tìm gọi là thúc đẩy bạn ấy lên đó. Thì nhiều khi anh còn nhờ những người bạn của anh nữa để mà giúp đỡ Dương. Thì sau giai đoạn cũng chiến đấu vất vả lắm, thì là bị nộp cái học bổng Gen nhưng mà bị rớt. Nhưng mà sau đó Dương vẫn cứ tiếp tục, lâu lâu thì Dương cứ nhắn tin hỏi thăm anh vậy đó. Thì mặc dù là không hỏi trực tiếp học bổng nhưng mà cứ hỏi thăm anh. Thì anh là rất quý những người như vậy nha, tức là không phải có chuyện mới nhờ. Anh rất là quý những người như vậy, rất là thích bạn ấy, cái cách bạn ấy đối xử với anh như vậy. Và lâu lâu thì ngược lại anh cũng hỏi bạn ấy học bổng để mà anh giúp đỡ, rồi sau đó nộp thêm một vài nơi, và cuối cùng là đậu luôn cái Max Planck, quá tuyệt vời. Sau khi đậu cái Max Planck đó rồi là còn được nhận thêm thư mời phỏng vấn của rất là nhiều nơi nữa, mà em nghe cái ngữ điệu là biết là người ta sẽ sẵn sàng, gần như sẵn sàng nhận Dương luôn đó. Nhưng mà là tại nhận cái Max Planck rồi, một cái chỗ cũng đỉnh của đỉnh rồi, cho nên thôi. Thì đó, cái câu chuyện đó rất là hay, anh cũng thích những người như vậy, thích những câu chuyện như vậy, nó tạo cảm giác truyền cảm hứng cho bản thân anh nữa. Như anh nói nãy đó, anh nghe câu chuyện các bạn, bản thân anh cũng chạm được cảm hứng nữa, cũng cũng cảm thấy cú hích đó nó rất là phê với mình. Anh rất là tự hào về bạn ấy là một chuyện, mà anh còn cảm thấy bạn ấy rất là người rất là ấm áp. Thậm chí cho đến bây giờ nữa, qua Đức rồi, lâu lâu vẫn nhắn tin cho anh hỏi thăm, chia sẻ, nói em đây gym này nọ, bữa em nói chuyện với thầy giáo rồi em cãi cọi đó, em ngồi em khóc. Nó bình thường đó, anh nói ok, có muốn cái gì thì cứ nói với anh. Có thời gian để anh trả lời, nhưng mà anh trả lời hết mấy học trò của anh không có bỏ qua ai hết trơn á. Thì đó là một cái câu chuyện rất là đáng nhớ, mà thậm chí bây giờ vẫn còn tiếp tục, cho nên chắc là sẽ nhớ hoài. Và những mối quan hệ này thì về sau nó sẽ không chỉ còn đơn thuần là mình giúp đỡ đi du học bổng nữa, mà còn có thể là tình bạn hơn thế nữa. Đúng, chính xác, như anh, cái suy nghĩ của anh rất là gọi là rõ ràng. Tuy là anh giúp các bạn ấy là học trò, nhưng mà khi mà các bạn ấy ta bây giờ rồi, những người độc lập, thì chúng ta đứng với nhau tư cách là đồng nghiệp, những nhà khoa học vậy thôi, không vấn đề gì hết trơn á. Thật sự câu chuyện này rất là cảm động. Nó là những câu chuyện mà em mà nghe được thì em sẽ cảm thấy tiếp tục. Nếu mà trên con đường hành trình tiến sĩ khó khăn, em sẽ nhớ câu chuyện này và tiếp tục quyết tâm cố gắng. Xong bữa nay mà chan xù đi, đi học bổng như học, và việc anh mất người đừng nói anh nha. Như vậy là thật sự luôn, như vậy là có thể nói là anh làm hai công việc luôn. Và thậm chí là bây giờ anh có gia đình thì thật là ba công việc đấy, còn là một người bố trong gia đình nữa, thì không biết là anh quản lý thời gian của mình như thế nào ạ? Cái khoản này thì đúng đúng là cũng hơi cực. À, đặc biệt là làm ở Mỹ mà cứ, nếu mà giai đoạn mới đầu qua đó, lúc mà anh chưa có thẻ xanh đó, là gọi là from A to A every day đó, tức là làm việc từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, 12 tiếng một ngày, kể cả thứ bảy chủ nhật cũng phải vô làm rất là nhiều. Thì cái cách anh quản lý thời gian đó là, lúc đó đầu tiên phải công nhận anh có sự may mắn, tức là bản thân ở nhà có vợ, anh cũng vun vén rất là tốt, cho nên có thời gian làm được nhiều chuyện khác. Với lại như nãy anh nói đó, bản thân anh có cái đam mê, có cái niềm hứng khởi là mentor các bạn đi học bổng đó, cho nên anh có thể thức đêm một chút xíu để làm, và anh không cảm giác quá mệt, mà mình lại có cái năng lượng, đặc biệt là khi mà các bạn đậu, như trường hợp của Hoàng hay của Dương như thế đó, tự nhiên cảm giác mình năng lượng nó dồi dào hơn rất là nhiều, cho nên anh giúp. Chỉ có điều là anh cũng có thể chia chia sẻ luôn đó, là tới giai đoạn sau này, tức là khoảng năm ngoái tới năm nay, là anh có thêm baby thứ hai, thì lúc đó anh cực quá quá cực, và vừa vừa làm việc ở, như em nói, trên lab, vừa hướng dẫn học bổng, vừa vừa làm việc ở nhà, còn chăm lo gia đình ở kia nữa. Nên lúc đó, tới lúc đó thì anh mới ngưng giai đoạn thời gian không hướng dẫn nữa, nhưng mà nhiều bạn yêu cầu quá, cho nên sau này anh mới quyết định là mở lại một cái lớp dạy luôn, one on one đó, để mà mình sẽ phân bổ cái thời gian rất là rõ ràng cho nó. Thì như anh nói đó, bản thân mình có động lực, cho nên anh nghĩ là chính vì vậy cho nên anh có thể làm được chuyện đó. Trong cái quá trình mà anh học ở rất nhiều nơi ở châu Âu, ở Hà Lan, ở Bỉ, sau đó thì sang sang Mỹ nữa, thì anh, và ngày trước là anh cũng học đại học Việt Nam nữa, thì anh có nhận xét gì với những cái nền giáo dục đấy so với nền giáo dục của Việt Nam không ạ? Giáo dục Âu Mỹ thì họ chú trọng nhiều vào cái gọi là
anh nghĩ là cái logical thinking, cái cách mình criticize cái vấn đề hơn là học thuộc lòng. Ở Việt Nam hồi lúc anh học thì đa phần là học thuộc lòng. Bây giờ thì chắc là anh nghĩ là đỡ rồi, tại vì anh đi cũng 10 năm rồi, anh nghĩ là cũng nhiều thầy cô anh chị thì du học nước ngoài về, họ đem những cái tiên tiến mà bản thân họ cũng rất là giỏi. Nhưng mà anh nghĩ là nước ngoài có nhiều cái điều kiện hơn, và cái anh nghĩ cái khó nhất, cái mà Việt Nam mình nhiều người có vẻ vẫn chưa, tức là chắc là chưa giống như nước ngoài, đó là cái criticize cái vấn đề, cái cách mà mình đánh giá vấn đề đó. Đánh giá đây không phải là mình ném đá, mà mình nêu vấn đề và mình tìm cách giải quyết họ, tức là người ta gọi là đóng góp, góp ý xây dựng. Thì cái đó là chắc là cái người nghe họ sẽ đánh giá cao hơn là việc mình chỉ nêu lôi ra một mớ các vấn đề, phải không, mà sai của người khác. Mình chỉ lôi ra vấn đề sai của người khác không thì nó lại hơi toxic. Nhiều khi nó lại hơi toxic. Nhiều khi mình muốn giúp, nhiều khi mình muốn nói, nhưng mà người ta sẽ cảm giác là hơi toxic. Giống như mày ném đá tao, hay là bạn ném đá tôi, như vậy là tôi ném đá lại. Rốt cuộc cái câu chuyện nó không đi tới đâu cả. Nhưng mà ngược lại, mình góp ý người ta một cái sự chân thành, và có luôn cả những cái lời khuyên giúp cho họ giải quyết cái vấn đề của họ nữa, thì họ sẽ đánh giá cao hơn, và họ sẽ cảm thấy người kia muốn giúp đỡ mình. Tất nhiên bản thân mình phải muốn giúp người ta đã, còn nếu không muốn giúp thì đừng có nói, ý là vậy đó, hiểu không? Và bản thân mình cũng phải có kiến thức, có nỗ lực, thì ngược lại người khác, người ta cũng sẽ giúp đỡ được mình những chuyện khác, tại vì con người không ai hoàn hảo cả, đúng không? Và người ta cũng sẽ phản biện một cách góp ý, một cách xây dựng để giúp em. Như vậy thì mọi người sẽ cùng tiến bộ hơn, mà giúp anh và giúp em vậy đó, giúp đỡ lẫn nhau. Dạ đúng, em nhận ra có một cái mà em bây giờ thật ra vẫn đang sửa dần, em vẫn thấy mình chưa loại bỏ hết được, nhưng có một cái là em sợ sai. Tức là ở Việt Nam em cũng, hoặc là do tính cách nữa, bị cảm thấy là mình sợ sai. Đến khi đi du học thấy các bạn kiểu không ngại ngần gì hết, kiểu hỏi kể cả câu đấy, có khi lúc, tức là lúc mới em còn giật mình câu đấy mà cũng hỏi. Nhưng về sau em mới nhận ra đấy là một cái tư tưởng, nó người ta muốn học hỏi và người ta không sợ sai phải hỏi. Và đến khi kể cả sau hết giờ rồi, họ sẵn sàng kiểu đến approach thầy cô giáo nói chuyện với cảm, và cảm giác nó, em cảm thấy ít nhất là ở trường em, kể cả người ta là giáo sư, nhưng khi mình nói chuyện mình thấy cảm thấy rất là ngang bằng. Họ rất là lắng nghe mình xem có một cái ý kiến gì mới không, hay là hỏi han gì, chứ họ không hề cảm thấy là tao giỏi hơn mày, hoặc là kiểu làm cho mình cảm thấy như thế khiến mình sợ phải hỏi. Thì cái đấy em cũng thấy là mình đã phải học được khi mà trong cái quá trình đi du học đấy, là không sợ sai nữa, mặc dù vẫn thỉnh thoảng hay run. Chính xác. Nhưng mà một phần anh nghĩ cũng là do em nhận được cái văn hóa của người nước ngoài, tức là họ đóng góp theo kiểu giúp đỡ em xây dựng hơn là ném đá, cho nên mình mới ít cái cảm giác sợ sai hơn. Đúng là mình nói ra mà người ta nói mình sai, rồi người ta chỉ trích mình không thì cũng sợ, ghét rồi cũng sẽ co rúm lại. Thì anh nghĩ chắc từ từ Việt Nam chắc cũng đã có rồi, nhiều người có tư tưởng đổi mới rồi chứ không phải không đâu. Thì từ cái câu chuyện này thì anh Hùng có nhận xét là, vậy thì các bạn trẻ Việt Nam có lợi thế gì so với các bạn trẻ toàn cầu? Và nếu như mà có điểm gì cần cải thiện thì họ cần thay đổi điều gì để có thể bước chân lên môi trường học tập, hoặc là học môi trường học thuật quốc tế ạ? Anh nghĩ thì đầu tiên anh muốn nói về tiềm năng, thì chắc chắn người Việt Nam không thua bất cứ ai trên thế giới cả, cấp độ nào cũng vậy. Nhưng mà ngoại trừ cái logical thinking, anh nghĩ đó là các bạn rèn luyện thôi, chỉ là thiếu thời gian thôi, rồi nó sẽ đến. Gặp được mentor tốt, gặp được thầy tốt thì nó sẽ đến thôi. Và cái mà anh muốn khuyên các bạn đó là, nếu mà các bạn phải đầu tư thời gian, đầu tư nhiều công sức thì hãy học tiếng Anh. Và tiếng Anh đây không đơn giản chỉ là học IELTS. Anh khuyên mọi người học TOEFL nha. Xin lỗi những thầy giáo về IELTS, nhưng mà anh khuyên mọi người học TOEFL, tại vì anh có cảm giác là TOEFL nó sẽ cho một chúng ta cái logical thinking tốt hơn là IELTS. Đặc biệt là cái phần mà thi speaking đó, thi nói đó, khi mà mọi người trong một thời gian rất là ngắn phải tìm được những cái lý lẽ để bảo vệ cho cái luận điểm của mình. Nếu mà thi TOEFL, task đầu tiên, task 1 là biết. Anh cảm giác vậy thôi chứ cũng không hẳn là đúng đâu, như những thầy giáo tiếng Anh thì họ tốt hơn. Nhưng ngoài ra ý anh quay lại tức là phải luyện cái ngữ âm cho nó tốt, từ đó thì mình mới nói chuyện được. Chứ còn điểm cao là một chuyện, mình có nhiều cách để mình có điểm cao lắm, nhưng mà mình có nói được cho người ta hiểu hay không là một chuyện khác. Và thậm chí kể cả với bạn ở nước ngoài cũng vậy nữa, đang ở nước ngoài cũng vậy nữa, được IELTS 6.5 nó không là gì cả, nó chỉ là gọi là giúp cho em qua ải để bước qua đây thôi, chứ còn tiếng Anh của em vẫn phải rèn luyện. Đó là bài học cá nhân của anh luôn. Hồi đó anh đi du học anh không có luyện tiếng Anh,
và bị gọi là bị pop out nhiều lắm. Nói chuyện với người ta mà tự nhiên thấy người ta cứ bày đàn, nói với nhau còn mình ngồi ngoài vậy là hiểu rồi đó. Tức là hiểu là mình không hòa nhập được, nó cũng không tốt đâu. Và sau đó khi mà anh thi TOEFL, anh thi cái kỳ thi FPGE, tức là đổi bằng dược Việt Nam, anh tốt nghiệp tại Việt Nam mà đổi qua tương đương với Form D của Mỹ đó, thì sau đó tiếng Anh của anh lên thì anh cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, tại vì bạn bè, đồng nghiệp và kể cả bệnh nhân và nhiều người đó, người ta nói chuyện với mình một cách rất là tự trọng, tôn trọng, người ta đánh giá cao mình hơn rất là nhiều. Thì đó là cái lời khuyên đối với các bạn Việt Nam. Còn cái logical thinking thì như nãy anh có nói đó, nó sẽ đến thôi, gắng tìm mentor tốt một chút thì nó sẽ tự nhiên nó đến thôi, tại vì tiềm năng người Việt Nam mình rất là lớn. Em thấy có một câu cái đấy nói rất nhiều nhưng vẫn em thấy vẫn đúng, đấy là người Việt Nam mình rất là cần cù chăm chỉ. Quay lại một chút, em có tò mò là cái hồi mà anh đi sang Harvard và làm một thời gian nghiên cứu ở đấy, thì lúc đấy anh có thấy cái sự nghiên cứu lab ở châu Âu khác gì với cả Mỹ không ạ? Thì cái sự khác biệt lớn nhất anh nghĩ chắc là anh nói tầm chung đi, không những so với Harvard mà nói chung ở Mỹ, nói chung với châu Âu, thì anh nghĩ là người châu Âu thì họ thích cân bằng cuộc sống hơn. Mặc dù là họ cũng nghiên cứu đẳng cấp cao nhưng mà họ chỉ muốn làm một khoảng thời gian nhất định trong ngày thôi, thời gian còn lại về thì họ sẽ đi relax, họ xả stress, họ đi ra ngoài đường, họ tắm nắng, họ đi chơi. Nhưng mà còn người Mỹ thì khác, người Mỹ thì những người nào mà họ đã muốn làm thì họ sẽ làm rất là nhiều. Nhiều khi đối với họ công việc là một hình thức giải trí luôn. Em ví dụ nha, ở châu Âu mà em đi hội thảo á, thường sau khi mà chúng ta làm được những cái kết quả làm nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ hay là sao tiến sĩ đó, là được cái nghiên cứu tốt rồi chúng ta đi hội thảo, thì ở châu Âu là đi hội thảo vào cuối tuần. À, họ làm ngày trong tuần chứ, sorry, châu Âu là làm ngày trong tuần rồi đó, để họ lấy luôn cuối tuần họ đi tắm biển, họ đi chơi. Còn đối với người Mỹ thì là hội thảo là làm cuối tuần, làm xong hội thảo ngày thứ hai còn lại đầu tuần quay lại làm việc. Coi như mấy ngày hội thảo cuối tuần đó là mấy ngày em giải trí rồi đó, đi nghe người ta nói mà giải trí rồi, giải trí kiểu đó cái đầu nó điên luôn. Anh đi rồi, đi xong về cái đầu điên luôn chứ không có giải trí gì hết trơn á, không có giải được cái gì chứ, mệt lắm. Nhưng mà người Mỹ họ như vậy, anh nghĩ đó có thể là lý do chính mà tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của người Mỹ cao hơn châu Âu này, phải confirm. Em cũng thấy thế. Em rất cảm ơn anh Hùng. Anh Hùng còn có chia sẻ hay là nhắn gửi gì với các bạn khán thính giả không ạ? Thì cái chia sẻ anh nghĩ chắc khúc cuối này thì anh nói đơn giản thôi, tức là nếu mà các bạn có ước mơ đi du học hay là xin học bổng á, thì các bạn nên chuẩn bị từ sớm thôi. Và cho dù là châu Á, nãy giờ mình nói Âu Mỹ nhưng mà châu Á, châu Âu, châu Mỹ, thậm chí kể cả ở Việt Nam bây giờ nữa, cho dù không đi học ở Việt Nam nữa cũng phát triển được, tại vì Việt Nam hiện giờ cũng đã có rất là nhiều những người giỏi thật sự nha, chứ không phải là kiểu luận văn cầu lông hay gì đâu, mà những người giỏi thật sự. Và chỉ là ở Việt Nam chúng ta phải chịu khó tìm kiếm đúng thôi. Còn nếu mà các bạn đã đi du học Á, châu Âu hay châu Mỹ gì đó, hãy chuẩn bị sớm và có quyết tâm, môi trường nào thì cũng lên đỉnh cao được thôi. Tuy là hồi nãy anh nói là Mỹ là họ phát triển hơn Âu, nhưng mà ở châu Âu cũng có nhiều nhiều cái trung tâm cực kỳ đỉnh, như đã nói là Max Planck hay là những trường ở UK hay thậm chí ở Pháp như cái viện Inserm là đỉnh cao trên thế giới. Nhưng là không phải hơn Mỹ, hơn châu Âu là hơn, tất cả không có chuyện đó. Nó vẫn có những cái niche, những cái ngách nhỏ nhỏ của nó, và thậm chí kể cả châu Á nữa như Hàn Quốc, Nhật hay là Úc, điều tụ chung nhất đó là mình phải có một cái plan từ trước và một cái sự quyết tâm để theo đuổi cái con đường đó. Và khi mà các bạn đã càng ngày càng lớn rồi, cái này đã nói thêm thôi, thì theo ý anh đó là kể cả sống ở Việt Nam hay là sống ở châu Âu, để cho hòa hợp được với họ đó, thì cái đó mới là cái quan trọng. Mọi chuyện phải transparent, rõ ràng, cố gắng sống hòa hợp được với những cái người bản địa Mỹ, người Âu, người Á, để mà chúng ta còn học hỏi được nhiều hơn, tại vì chính bản thân những người đó họ sẽ cho mình những cái kinh nghiệm rất là quý báu. Kể cả ở Việt Nam đi nữa, chúng ta cũng biết là ở Việt Nam nữa thì người ta nói đó, ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè, thì cho đó do đó phải phải gọi là cố gắng network một chút. Mà ở Mỹ với Âu thì cái mình transparent hơn, mình cố gắng hòa nhập hơn. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Hùng. Cảm ơn anh đã dành thời gian một ngày cuối tuần cho để nói chuyện với bọn em. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn team Spider Room, cũng như cảm ơn tất cả các bạn khán giả. Và các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh Người Trong Môn Nghề của Spider Room chúng mình. Và tiếp tục ủng hộ bọn mình.